Ok, rồi bây giờ thì chúng ta có những cái lớp tiếng Việt như thế này. Vậy thì ở đây thì đọc lấy kích thước điện thoại là 4 nhân. Chúng ta dùng 4 nhân cũng được. Cũng có 7 lần, 7 lần cũng được. Và các bạn có bạn thân thức của chúng ta như sao? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đặt lấy tên. Các bạn nhắc là sao chữ sale chứ không phải các bạn nhắc là sao chữ đường. Nên là gắn vô thì nó là chữ đầu tức cạnh ngang đi theo.
nó rất là nghe đi theo chữ chi tiết. Đấy. Còn nếu mà giống như nhiều khi một số cái tên mà tôi đọc vào cũng mình phải chú ý thì có thấy không có nghe kiểu cái tên thì dịch tham khảo trong cái tờ code này đồng thời là cái việc mà tạo trong đó sẽ tạo chủ yếu bình phần CSS thì nó nằm ở bên tờ nghe. Dạ. Như vậy đó là rất tiếp theo thì bây giờ vào cái dòng 24 thì dòng 24 là chúng ta có cái gì nữa? Tức là theo cái giao diện qua CSS. Đấy, có thể là mình nên mở luôn bản file CSS ra thì bây giờ bảo chuyện của mình còn đi những cái thông thường thì là có file CSS bởi vì chưa có thì bây giờ đi đến nội địa có biết chỗ từ một thực hành như ngoài lần này đó để thấy một cái từ một demo summon vào cái đầu tiên là cái thứ hai để tôi có và như vậy thì cái thứ hai nó có demo summon là có bị cái file CSS nó về luôn CSS file CSS ở dưới phải dưới là phải xin phép phải trên là phải các copy có phải đó về lại cái nơi mà biển định thông thương này copy luôn nhưng mà khách đó về lại cái idea mà lại biển định thông rồi sau đó dán vô rồi dán vô rồi view có phải ra nó là bóng nhấp đôi vào cái file xin phép nó ra để mà gọi là xem nó đi xem cái file xin phép nhấp đôi vô thì nó sẽ view ra đây. Thì như vậy chúng ta vừa xử lý được xong cái phần header trên cùng phần form thì bây giờ phóng to lên chút xíu rồi kéo lên trên kéo view của phần trên phóng to lên kéo lên kéo xuống đấy thì bây giờ chúng ta xử lý cái chỗ mà hệ giường hệ thông minh rồi giá 30 triệu rồi giá khuyến mãi rồi thêm vài gian hàng này kia xử lý cho nó. Thế thì với cái giao diện như vậy thì như chúng ta thấy là chỗ đó sẽ là gì đúng không, là một cái tức là cái hệ giường hệ thông minh đó sẽ là một cái tiêu đề heading, nó là cái tiêu đề chính cho nên nó sẽ là một cái khác có thể như là H1 đúng không, trong bài tôi dùng H1 và H2 bây giờ bảo H1 cho những tab thì nó sẽ ra đấy nó ra cặp tên đó thì bây giờ bảo nó không giấu được không? Nhưng mà cũng nên gõ đầy đủ cái tên thông tin gõ hệ dừng cái thông tin vô mà không giấu được không cần có giấu được nếu mà gõ nhanh thì gõ thông tin không có giấu được rồi sau đó sau cái H1 đó thì là hai cái refer thì phải đúng không, enter số hàng hay không phải VR sau cái H1 đó thì sẽ là hai cái refer. À, một cái phần đầu tiên là giá cũ, giá 30 triệu gì đó. Xong rồi cái phần số 2 là cái giá khuyến mại. Sau đó thì mới gọi là phát hiện ra đó là các bạn nhìn vô, các bạn phía dưới như chúng ta nhìn tham khảo từ tờ code sẽ thấy là gọi trước đi, tức là gọi trước là giá khuyến mại đó nha. Rồi, sau đó tiếp tục là đến cái sau dòng hàng 6 là bước tên, hay ta xuống hàng cái gõ vô dự bức tin những phím tóc là nó ra nguyên là đúng là cầu thể đó đó nha. Và cái nội dung dự của nó chính là cái chữ thêm vào chỗ hàng, thêm vào chỗ hàng đó và nó vậy. Thế thì về mặt các team video thì đó là như thế và là đầy đủ, nhưng mà sau đó nhìn vô cái phần giao diện cũng như là cái tên kế hoạch ấy, thì tới bây giờ bảo dưỡng qua giao diện thì sẽ thấy như thế này, tức là tôi đang có cái nhu cầu muốn toàn bộ cái nội dung phần câu chữ đó đúng không, nó nằm nhiều một bên cái phần tục nằm nhiều một bên, nhưng mà đây nó có một cái lưu ý này giao diện, nếu mà mình lên theo kế hoạch giao diện như vậy xử lý nó cũng thể là một cái cách khác, có thể dùng cái nhiều cách làm, có thể mình làm cho cái lúc nó tràn về phía bên phải nó có rồi cũng được, nhưng mà đến lúc mà thi công của cái bài giao diện ấy, thì tôi lại nhận thấy nên chuyển cái nút đó về bên trái để cho khi mà người ta cầm điện thoại, người ta cầm một tay đó, người ta sẽ đặc biệt là đối với những người cầm tay trái thì người ta sẽ dễ dàng kêu bằng là đi đến cái nút đó hơn. Chứ mình để bên phải thì người ta muốn đến lúc đó thì nó hơi lướt, cho nên là cái kết quả thi công của các bài mẫu là tôi chuyển nó về bên trái thay vì nó về bên phải. Điều này có nghĩa là sao, tức là khi mà các bạn thi công theo bài mẫu xong xuôi thì nó sẽ không giống 100% so với lại cái mặt cái gì, thì cái chuyện đó là ok không vấn đề gì đâu. Có nghĩa là cái file CSS này đây là cái file mình lên cái mặt thì đến lúc mình thi công xong xuôi thì nó sẽ không có giống 100%, nó chỉ khác một vài chỗ thôi, không nhất thiết phải giống 100% so với lại cái hành dự kiến, tại vì cái file CSS này đây nó chính là cái file được cơ bản là lên sketch, mình lên phát thảo, mình lên kế hoạch, mình làm file CSS, nhưng nó thì không một vài chỗ ví dụ mình cảm thấy nó không hợp lý thì mình chỉnh lại, nên thì chỉ có điều là nó đừng có khác quá 100%, đúng không? Bên phải hợp lý hơn bên phải là tại vì mình cầm điện thoại bên tay phải, còn tức là tôi tại vì tôi có nghĩa tôi là tôi thường cầm điện thoại bên tay trái, nếu mà cầm điện thoại bên tay trái thì cái lúc nó nằm bên trái nó dễ tới hơn, nhưng mà
nếu mà nó, cái nút nó nằm ở dưới á, ở dưới á thì mới là dễ tới này, chứ mà nó nằm ở lơ lửng ngay giữa màn hình thì đâu có dễ tới này. Nó nằm bên trái của cái màn đang có chiếu ra cái này, nó bên phải thì sao? Thì cái nút tay giao diện thì cái nút nó nằm bên phải, còn bây giờ đúng thì không thì tôi chuyển cái nút nó về bên trái, trái phải chứ không phải là trên dưới. Đó là phương ngang. Đúng không? Đó là từ lúc này nó sẽ nhảy qua bên đây nằm nè. Và khi nhảy bên đây nằm như vậy thì cái gọi là cái nút chúng ta cầm điện thoại, cầm một tay trái thì sẽ dễ chạm đến cái nút đó hơn. Chứ không phải là trên dưới, đang nói là cùng một phương ngang thôi. Thế thì khi mà chuyển cái nút gọi là bên trái như vậy thì có thể có cái cách gọi là xử lý flop ra, flop gì đó. Nhưng mà ở đây tôi chọn cái cách như này nha, nó là vững. Khi nào mà cảm thấy nó hợp lý và tận dụng được thì tôi lại tiếp tục dùng cái con đường display flat. Với điều kiện là với cái tính chất display flat như vậy thì bây giờ ở đây có cái chuyện thế này, cần một cái khối cha và nó sẽ chứa cái phần button cũng như là ba cái bộ này luôn, tức là các bộ bê phẩm thành cái con. Thì đó là lý do các bạn nhìn vô cái phần HTML sẽ thấy tôi xử lý như này, tức là ba cái bộ đó, các bộ bê bê phẩm tôi sẽ đưa nó vào trong một thẻ disk, tức là gói lại ba cái dòng đó bên trong một cái thẻ disk mở rộng. Thì bây giờ bảo làm ba cái dòng 24, 25, 26 nó vào bên trong một cái thẻ disk đấy, nó chưa vào bên trong thẻ disk đó. Sau đó cái button thì nó đi trước cái thẻ disk, cái thứ tự xuất hiện theo cái tên này. Giờ vậy cái tên nó chuyển lên trên 29, cái dòng 29 nó sẽ chuyển lên trước cái dòng 24. Chuyển lên trước cái dòng 24. Đó, đúng rồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là theo cái mối quan hệ cha con thì bây giờ cái khối disk mà product điện theo của chúng ta nó là cái cha của hai cái thành phần con này. Đúng không? Do vậy chuyển ở bên cái tờ âm ngang đó là chỗ này thì bảo luôn làm luôn liên tục cái phần next luôn. Rồi sau đó là ở trên phần Scott nó dính vô cái chỗ mà Nguyễn Thanh Thương chấm CDS NTT.CDS trên phần đây nè, bên River vẫn là bên làm bên River, nhấn vô cái phần xuống một chút xíu, cái bên phải của Scott đen á, nhìn nó màn hình được rồi đâu, nhìn nó chiếu gì đâu, nhìn nó màn hình đây nè, cái bên phải của phần Scott nha, chuyển qua bên cái Nguyễn Thanh Thương chấm CDS. Thế thì sẽ có một cái phần role xử lý theo cái mục đích của mình. Như vậy thì kể đến cuối cùng của file CDS này để đến cuối luôn nha. Còn đơn này là cái cuối rồi, đến trong 49. Trong 49 nha. Mình viết tiếp cũng được, còn không thôi thì giống như bữa trước tôi nói rằng là chúng ta nên dùng cái câu ghi chú để tắt mấy phần nó ra. Cho nên chỗ đó bây giờ bỏ vào vô CM những viết tắt. CM những viết tắt. Là sau đó gõ vô rất là nhiều số phần. Sau đó ghi vô cái con thông tin đó là xử lý phần tiêu đề sản phẩm gì. Xử lý phần tiêu đề sản phẩm. Rồi sau đó dòng con hơi cho ra cái rule đầu tiên chính là hướng đến cái mục đích đó. Chấm product detail đó, đó là chính là cái đó rồi. Tại sao cái chữ sale product detail phải có dấu chấm nhé? Tại sao nó như vậy thì bây giờ chạy qua bên cái phần support HTML coi thử lại là cái sale product detail rồi chỗ đó gắn phần HTML là đúng một cái menu vào đó. Như vậy bên chạy qua bên cái phần đó thì nó không phải là chấm sale product detail mà nó là chấm product detail thôi, đúng rồi. Đấy là bỏ vào nhỏ, nó vào nhỏ. Rồi, và cái khúc ruột của nó chính là display flag. Rồi lưu nó test. Thứ nhất là mình đã test lưu xong rồi chuyển qua bên cái trình duyệt cấp 5. Đó là làm lưu liên tục và F5 liên tục. Đấy, thì các bạn thấy rằng là chúng ta ngay lập tức có cái mối quan hệ hàng ngang là cái lúc nó nằm về bên nguyên cả cái thùng thông tin nó nằm về bên phải. Đúng không? Rồi, tiếp. Tức là xử lý như thế này rồi thì bây giờ bắt đầu chúng ta làm gì trước, làm button trước nha. Cái button đó bây giờ nó là chuyển qua lại, đúng rồi, chuyển qua đây thì cái thẻ button nó nhầm ở dòng 24 á, đúng không? 24 thì gắn vô cho nó một cái class, gắn cái thẻ mở, gắn vô thẻ mở một cái class. Còn mình sẽ viết cái, để xử lý nhẹ cái class đó, tên của nó là chữ add to cart, tức là add gạch ngang, có gạch ngang to, rồi gạch ngang là chữ c a r t không phải xe ST, đúng rồi vậy đó. Thế thì có được cái phần gắn vô như vậy rồi thì chuyển qua bên cái tờ bên ngang sẽ thấy một cái room xử lý CDS đó là đúng không? Là xong luôn, xong làm xong để luôn luôn xong rồi lại chuyển qua bên file CDS, đúng rồi. Thì lại dòng 53 đó, dòng 54 bây giờ là dòng ra khỏi ngoài luôn, nó là room mới chứ mình không phải enter rồi. Nó là ra khỏi cái rung đó, dòng 54 rồi, như vậy nó sẽ là chấm product gạch ngang detail. Tức là ở đây nó có cái gì đó hơi là lạ, là tại sao khi mà nó gợi nhớ thì nó gợi nhớ luôn cả Excel. Rồi, sau đó
là đằng sau cái dòng 54 miếng tiếp. Tức là nếu biết như vậy nó giống cái trên rồi, đúng không? Đằng sau cái detail á, phản trắng ra. Gọi giao tiếp trong các tương khác. Đúng rồi. Rồi xử lý quá tên, mở cái mặt nhỏ đó, mặt nhỏ đó. Rồi. Thế thì quá tên đó là mình sẽ ví dụ như đổi cái màu nền nó đi cho nó vô gốc. Rồi phân vân cho nó có cái lề để nó cắt ra đấy, đúng không? Thì đó là nhìn vô cái tờ ngang mà thấy mình còn có những cái gì. Thứ nhất là cái color đi. Màu nào đi. Có màu nào đó. Có biển không phân vân trong đó nó có. Để ta coi cái màu nào nhiều quá. Giá trị bao nhiêu. Đừng thấy được chứ. Có gì đây cho tiền. Đây. Nó nằm ở tờ ngang mà trên 2 và cuối vừa cột 1 với lại cột 2 đó. Nhưng mà mình cũng không phải bỏ hết toàn bộ cái đó. Mình chỉ lấy cái này để làm tham khảo thông tin. Thì như vậy mình sẽ có hoa góc này, có màu quyền này, có màu trắng này, có màu vui. Có màu chữ nè. Màu chữ color đó là màu đơ đen đó. Là phần hoa góc, như dùng là 300 gram đó. Màu nền là chấm 7, xong rồi đến enter xuất hàng cái đến phần viền như vậy. Có phần bọt đơ. Các bạn nhìn vô cái tờ lật ngang sẽ là cuối, tức là trang 2 mà cuối cùng 1, đầu cùng 2. Thì như vậy đó là phần viền là dùng cái màu là solid. Bọt đơ phải là dùng bọt đơ, không phải bọt đơ này, bọt đơ. Xong rồi solid phải trắng là một cái sồ. Hai chấm nhé, tại sao solid phải có hai chấm? Một cái sồ. À không phải là sao solid càng tao bọc lên chứ. Đằng sau bọc lên có 2 chấm, xong rồi đến solid rồi một cái sồ. Rồi làm sao có một cái sồ đó phản chánh ra là đến cái màu. Màu đó màu mà tôi dùng là dấu tăng rồi sau đó là 0039A. Đúng rồi đó. Rồi cho màu chữ mình dùng màu đó luôn, mình tao xuất hàng cái đến color. Color là cái màu chữ, cũng là cái màu 0039A. Rồi, tiếp là đến đây tạm thời cứ làm một vài cái rồi lưu rồi sau đấy nằm lại cho thấy coi là cái có tình nó ra cái gì. Thấy nằm thì được, đấy ở đây nó lấy màu chữ này đúng không? Nó có một cái viền qua góc này, nó có màu viền này, đúng không? Nó có hình trắng này đúng không? Thì bây giờ cho nó cắt nhảy cái phần viền ra đúng không? Thì nó là phần lề, nên nó xuất hàng cho có phần margin. Margin của nó là 0.5 gram. À, thì như vậy nó sẽ cắt cái phần viên 4 chiều rồi. Như vậy rồi chủ yếu đấy, chủ yếu là nó cắt cái phần viên bên trái nè. Đó, có được cái kết quả. Rồi cái chữ như sao nó hơi nhỏ, nó biết là mình đang có nhu cầu cho chữ to thì như vậy nó phong size. Phong size đó là 1.6 gram. Ok, alo rồi, thế nào. Đấy. Đó, tự trong tự đọc chữ nó to thì chúng ta cũng có cái hình ảnh chúng ta nên to theo lên ứng. Rồi để cần bọn gì đó. Cơ bản trước mắt là vậy chứ đi. Có thêm một cái nữa em ta xuống hàng cái là faster là pointer để nó con trò hình bàn tay. Có cái đó để con trò hình bàn tay thay vì chỉ có hai bên thôi còn rồi luôn rồi như vậy con trò hình bàn tay. Thật ra cái đó cũng làm thêm thôi chứ cũng không nhiều ý nghĩa lắm. Tại vì khi mà mình dùng trên điện thoại thì cái con trò của mình nó chính là cái ngón tay rồi. Thì bây giờ chạy qua bên cái gọi là xử lý, cái đó là xong cái tên ấy. Thì bây giờ chạy qua xử lý bên cái chỗ mà H1P phở. Thì bây giờ gắn sẵn cái glass cho nó, đúng không? 26 H1 là hình như gắn vô cái glass là tên là product, gạch ngang detail, gạch ngang heading như vậy. Product, gạch ngang detail, gạch ngang heading. Đúng không? Muốn biết cái tên nó phải đúng như vậy không thì chúng ta cứ thăm dò vô tờ cũng có. Tức là khi mà nói về cái phần HTML thì chúng ta quan sát cái tờ hình dọc. Khi nói về CSS thì chúng ta quan sát cái tờ hình ngang. Rồi bây giờ đến cái phần giá cũ thì không có cái class gì đặc biệt. Nhưng mà giá khuyến mãi á, giá dòng 28 thì nó sẽ có cái class gắn vô là promo gạch ngang price. Thấy không? Class gạch ngang promo gạch ngang price. Tức là biết tắt cái chữ promotion. Rồi. Còn cái giá cũ thì nó gắn vô class price nhưng mà mình cũng không định dạng đặc biệt cho nên cũng không nhất thiết phải có class đó. Rồi bây giờ có hai cái class gắn vô như vậy thì đây bây giờ lại lưu rồi lại chạy qua bên file CSS lưu. Đấy, lưu làm xong lưu rồi chạy qua CSS rồi lại dòng 63 viết cái lưu làm cái nào trước làm cái product theo cho heading trước này. Thì nó sẽ là chấm product thì theo heading đúng không? Cái đó cũng được hoặc là nếu mà muốn kỹ thì đem qua cái để chơi trước đó. Màu chữ là 219 sát qua không sai là 1.6 gram.
rồi lại đến lề của cháu Thăng thay 19 sáng tháng 3. Cái nào đó là trích ra từ cái giao diện mà ra F3 sau F3 rồi sau đó anh ta đứng hàng cái đến phòng sai một chút sắp đêm rồi đến mặt xin tức là đến phần lề tức là cho cái tiêu đề hợp đó có một số cái lề cắt ngang qua, nếu mà xin đấy thì lại mang các cái tờ hình ngang sẽ tờ hình ngang không phải thứ tự mà xin là lép top ra không phải thứ tự mà xin là lép top ra không phải nếu mà trường hợp ghi mặt xin vô mà chúng ta ghi bốn giá trị thì cái quy luật thứ tự của nó sẽ là top rai bất tổng đến theo chiều kim đồng hồ rồi. Như vậy mà xin cho cái H1 đó là dùng bao nhiêu thì tức là bảo có thể thấy mặt tại trong cái tờ đó là tôi dùng bao nhiêu để cắt cái lề ra, tức là 0.5D không không, như vậy là chỉ có cái rai là 0.5D thôi. Tức là số 0 đầu tiên là cái phần trắng 0.5D như vậy. Sau đó phần trắng là số 0.0, như vậy chỉ có cái rai là có. Ok. Lại làm xong, xong rồi, làm xong rồi lại nuôi xong rồi em làm tiếp cũng thì thấy cái câu đấy hệ vừa phân minh Caprio gì đó là cái tội rồi đó. Còn bây giờ đến cái giá cũ rồi giá khuyến mãi này kia thì bây giờ là cái đó là hai cái bê phở, thì trước khi làm cái khuyến mãi thì nó có cái chuyện là tức là tôi thấy cái bê phở nó phải cắt nhiều thì tôi sẽ viết một cái ru làm cho hai bê phở nó cắt hết thôi, thì nên bạn sẽ có cái ru chỉ có bên pha xin sẽ có cái ru đó là chấm product đi theo khoảng chấm hai bê phở đó, chấm product đi theo khoảng chấm bê phở và chỉnh cái đề vô và hình như là trong tờ in thì chỗ đó nó đang ghi dư nên là uống cho trạng ghi uống sau được chúng ta chỉ cần ghi hai là được, đúng không? Tức là khoảng trắng là bê phở xong rồi mở cái nhỏ nó mở nhỏ rồi ở trong nó sẽ là 0.5g margin, margin sẽ là 0.5g khoảng trắng không 0.5g không có chữ đêm nữa khoảng trắng không, như vậy thì giải thích ở đây sẽ là top, như vậy là đủ đó, tức là sẽ là top chứ bất tầm là 0.5 còn cái fry là không, đúng không? Còn ở trong tờ hình thì nó bốn giá trị thì như kết quả là cũng là giống vậy luôn, nghĩa là dư rồi. Sau đó làm xong lưu xong rồi lại test lại thì thấy hai cái bê phở nó tương đối rất là gần nhau một chút xíu, đấy, đúng không? Rồi lại tiếp tục xử lý cái dòng giá khuyến mãi, giá khuyến mãi thì mình sẽ có dòng lưu tiếp, giá khuyến mãi dòng như 72 đó là bên CDS, là bên CDS xử lý cái bài thứ hai chấm pro đất cạnh ngang đi theo xong rồi phản chấm ra chấm promo chấm chấm phải có chấm promo cạnh ngang price, tức là làm cho cái giá khuyến mãi đó là màu cam đó. Mở hồi nhỏ nó mặt chậm thì mình sẽ có cái color và cụ thể ban hành của nó là FF9800 FF9800 đúng rồi. Rồi sau đó là luôn rồi sau đó chỉ có bên kia thấy cái chữ giá khuyến mãi sẽ màu cam đúng không? Rồi sau đó bây giờ mới quay trở lại cái chuyện chính là cái nội dung HTML ấy, thấy không? Chỉ có phần sau cắt HTML thì chỗ mà chữ giá cũ á, cái giá cũ đó ví dụ như ghi vô là 26 triệu ghi tắt luôn cũng được, giá cũ 226 triệu gì đấy, đó, 26 triệu thì toàn bộ cái nội dung đó nó nằm ở trong đâu? Nó nằm ở trong cái thể DL đã từng học, tức là cái giá chữ giá cũ 26 đó nó nằm bên trong cái thể DL trước cái chữ giá cũ, trước cái chữ giá cũ nó có thể gõ vô DL thì DEL nhấn viết tắt thì nó ra cái bộ, nó ra bộ nội dung nó nằm giữa hai cái thẻ mở rộng đó, để cho tức là nó thật sự là cái nội dung đã cũ và nó đã bị xóa đi, đúng không? Thì nó sẽ gạch ngang ở trong cái phần trình diện đấy, đúng không? Còn giá khuyến mãi của mình là giá mới ví dụ như là 25.9 chẳng hạn, như vậy thì mình ghi vô 25.9 rồi hiểu thấy nha. Thế thì làm xong lưu xong F5 lại thì ra được kết quả của trình diện là nó tương đối là nó đã nó hơi khác chút xíu vào cái phần đại diện đúng không, nhưng mà cũng có được cái nút thì có được tiêu đề được kia. Tại vì trước khi làm cái phần info tiếp theo phía dưới ấy, thì đến đây thì nhìn vô kết quả thì tôi đang có cái nhu cầu thấy được là tôi muốn chuyển cái phần phong chữ nó sang cái phong chữ không chân mà nó hơi tròn tròn ấy. Chứ hiện giờ phong chữ nó có chân, đặc biệt là cái chữ ở dưới giá phía ngoài nó khó nhìn, đúng không? Thì cái bài mẫu này đây các bạn thấy rằng là tôi chọn cái giải pháp là gần như toàn bộ tất cả từ trên dưới là tôi dùng một phong, tôi dùng nhúng một và cái phong đó là phong nhúng dưới. Như vậy chúng ta làm luôn cái chuyện đó nha, làm như sau. Tức là bây giờ bảo chuyển qua bên cái file CS và nhảy lên trên cùng luôn.
trên cùng luôn, trước cả cái dòng số 3 luôn, sau dòng số 2 luôn, đúng không? Giờ đó nè. Đây. Thì mình sẽ xử lý vô cái cú pháp nhúng phong mà đó là cú pháp cắt 1. Tức là mình sẽ có cái abort phong phase nha. Và mình có cái cú pháp đó để mình nhúng cái phong vô. Phong đó là được cung cấp kèm với lại cái bộ chất liệu khi mà đưa về luôn. Abort phong phase. Cụ thể nó là cái phong mirror roll line nha. Và tôi đưa cái phần chất liệu phong về để tôi nhúng vô nha. Đó là gồm có phần phong MVD là cái tên. Như là cái đơn là cái tên vô. Sau đó đến phần sọ. SLC. Sau đó là browse. Dùng cái nút browse đi thì cũng được. Ở trong ODD của cái điện thoại thông thường. Xong rồi vào cái phần box. Xong rồi thấy cái thông tin ta làm như rất rồi là Rolai 13162 gì vậy. Đâu vậy? Rồi các bạn trắng các bạn enter tại vì anh đi nó bị đứt, các bạn trắng ta gọi như format, format có ở đâu đó bạn ơi, các bạn trong là như là mình đọc cái chủ thái này là những cái phương pháp chúng con số phận rồi các bạn rồi sao rồi sau đó tức là đây nó là nhúng thôi, còn bây giờ sử dụng tức là nhúng được cái công đó thôi, mà sử dụng nó thì tức là tôi sử dụng cho nói chung là toàn bộ cái chỗ nào mà có trên toàn bộ trang luôn thì ta bài các bạn thấy tôi dùng cái chỗ dấu sao đúng không? Tức là ở dòng 11 có một cái rule dấu sao. Dấu sao mọi người nhớ chứ. Dấu sao ở đây sẽ được hiểu là everything. Đó, tức là tất cả mọi cái thành phần chúng ta có trong cái trang thì chúng ta sẽ dùng cái dấu sao đó và bên trong nó chính là dòng số 4 copy xuống lại. Dòng số 4 copy có 4 là 4 thôi, không có 5 4. Dòng số 4 copy xuống lại dòng 12. Rồi sau đó lưu xong rồi bảo test lại coi là cái việc chúng không đã có tác dụng. Đấy, đúng không? Đó là chúng ta thấy cái chữ này điều thông minh là bây giờ nó không còn không giữ có chân nữa, nó là không giữ nữa. Đúng không? Rồi cái giá cũ cho mới. Có điều là đến đây thì cái nút thêm vào giới hạn tôi nhớ là bài mẫu đó tôi có làm cho chữ nó nằm lên thì phải. Rồi bạn kiểm tra lại cái phần mà định dạng cho cái nút coi là nó có phần quay bô không? Nếu không có thì mình có thể cộng thêm chưa? Đúng không? Đó, đó thì bây giờ mình cộng thêm. Bắt đầu bây giờ bỏ đi đến cái chỗ mà cái thư khác. Trong cái thư khác đúng rồi, đó nó cộng thêm một cái phong mi là vô vô để cho cái chữ nó thêm vào nhận hàng đó, nó tự động phong gì thấy phong gạch ngang quay phong gạch ngang. Phong gạch ngang là chữ quay đó mà gọi như chữ vô để cho nó làm chữ. Thầy con biết cái điểm số là sao thầy? Cái điểm số là sao chưa thầy con? À đó là những từ số rồi, tức là bây giờ làm chữ chưa? Còn cái câu hỏi của mình là bây giờ muốn biết được là chuyển nó lên cái gì đó. Tức là số nó cũng là một cái thang đo về mức độ động. Tức là có những cái phong nó sẽ dùng cái con số để nó quy định về cái thang đo mức độ động. 100 là nhẹ, rồi 200, 300 là nhẹ, rồi đến 900 là động này kia. Cái chuyện đó mình thấy được rất rõ bằng cách là muốn hiểu được cái chuyện đó là bây giờ mở chuyện của mình cái Chrome. Được không? Xong rồi mở một cái tab mới. Tab mới. Rồi sau đó Google phong đi đến cái trang mà chúng phong cái hai. Rồi bấm vào cái link đầu tiên thì nó là Google phong. Rồi sau đó chọn tạo một cái vùng phong nào đấy, bấm vào yêu cộng. Bấm yêu cộng đó. Rồi bấm vào cái phần đen ở phía dưới nó cũng có ở cái phần ở phía dưới nó xuất hiện cái phần đen này phần này sẽ là cái đen dưới đó. Đúng rồi, bấm. Bấm vào cái phần customize có thể có phong có thể không. Ví dụ như phong này. Rồi thì các bạn thấy rằng là đối với cái phần phong chữ và đói thì thay vì là dùng cái chữ mâu hoặc là chữ bình thường đọc bo thì một số cái phong nó dùng cái con số 300, 400, 700 cái điểm cái con số để nó quy định các cái mức độ đậm nhạt của cái phong đó. Giống như một cái thang đo vậy, giống như áo quần chúng ta sẽ có là S, M, L thì phong chữ nó dùng cái con số kiểu này. Có thể có phong nó dùng từ 100 đến 900 luôn, nhưng mà có những cái phong nó chỉ dùng 3 con số thôi, 300, 400, 700. Tức là đối với phong này thì nó quy định là 300 là cái mức nhạt, 400 là mức bình thường và 700 là mức tổng, thì chúng ta sẽ dùng cái con số tương ứng cho nó. Còn nếu mà dự phần không rõ là cái con đó nó có số hay không mà mình muốn dùng theo kiểu Synchron, tức là cái đề cập quát thì chúng ta dùng hoặc là chữ bold hoặc là chữ không bold. Rồi, bây giờ quay trở lại cái phần chúng ta đang xử lý thì rõ ràng là cái nút thêm vào nhóm hàng là nó hơi rộng hơn chút xíu, đúng không? Thế thì cũng được cái phần đó là bây giờ bảo chuyển qua bên cái kết quả trình duyệt coi là mình làm đến đâu thì mình làm tiếp. Đấy, như vậy ra được cái đó. Cái chữ màu cam trên cái nền xanh đó, nó đang hơi khó thấy là tại vì chúng ta đang có cái nền xanh
Nhưng mà sau khi mà chúng ta làm xong xuôi rồi thì nền xanh đó chúng ta sẽ bỏ đi, chúng ta không giữ lại cái nền xanh. Bây giờ điểm qua cái phần kết quả thì là kết quả thì bảo sẽ nhận thấy rằng là công việc tiếp theo đó chính là phần info. Nó làm xong mình khối đó, làm xong đó rồi bây giờ chuyển qua phần có info. Có info thì bây giờ bảo là nhìn vô cái chỗ mà giao diện, có chỗ giữ file con CMS giao diện, nhìn giao diện có nghĩa là nhìn là CMS thì nó chính là cái hệ tab này, rồi sau đó cái nguyên là cái khúc info thông tin rất là nhiều phía dưới đó. Thì đây chính là cái bài của nước đã từng thực hành một cái bài riêng lẻ rồi, bây giờ làm lại chỗ mô tả chi tiết video đó. Thì bây giờ lại chuyển qua lên cái view bắt đầu làm của mình đó. Cụ thể là chữ info màu đen cái đó đúng không? Thì bây giờ trước khi làm á, làm luôn cũng được, còn thôi trước khi làm mình có thể là tiếp tục thấy nó nhiều rồi đó thì mình tắt nó ra sau dòng 31, trước dòng 32. Mình sẽ có một cái câu ghi dấu enter xuống hàng đó, gõ vô C những phím tab, gõ ký tự C vô những phím tab thì nó ra câu ghi chú ghi là bắt đầu phần những phần cũng được, hoặc là hết cái phần detail, phần tiêu đề cũng được. Ghi ghi chú sau này nó tắt mấy cái câu ghi là rồi. Như vậy cái chữ info màu đen đó, thứ nhất là tên xuất hàng xóa đi, thứ hai là cái dòng 33, cái chữ sale đó thì các bạn trắng ra nó sẽ có product info. Không phải là enter thêm một dòng mới mà là bỏ cái dòng mới đó đi. Rồi bây giờ cái dòng 33 nó có chữ sale, đằng sau cái chữ sale đó bạn trắng đó, trắng thêm product gạch ngang info. Rồi bây giờ cái chữ info màu đen thì xóa nó đi và enter xuống hàng, tức là xóa cái nội dung giữa cái đó đi, thay bằng nội dung thật. Cái nội dung đó là giống như cái đệm để đại diện nó đúng rồi. Bây giờ mình muốn bắt đầu làm thì làm cái hệ thống là cái bài đó, từng demo hệ thống là sẽ là một cái URL trước hai cái thành phần này đúng không? Cho nên chỗ đó lại là đến đây thì lại là câu chuyện gọi tắt của chúng ta đã có nhiều lần. Nếu bạn nào quên gọi tắt thì bây giờ mình sẽ thấy bảo demo rồi gọi lại. Đó là chúng ta cần ở đây có hai. Như vậy chúng ta sẽ được hai thời điểm thật gọi tắt, chứ còn nhiều thì nó sẽ hàng cho thấy hình. Như vậy bảo nó vô là URL dấu lớn, URL không có dấu nhỏ, gọi tắt này URL dấu lớn, L dấu lớn dấu lớn, xong rồi L yên ngắn nhân 2, L yên ngắn dấu sau 2, rồi nhân phím 8 thì nó ra cái tiến bộ đó, nó là vậy. Dạ. Thế thì cái nội dung giữa cái thể lý sơ tâm mở rồi mở đầu tiên đó chính là chữ mô tả chi tiết, chữ đó là chữ mô tả chi tiết. Rồi cái dòng 36 sẽ là cái chữ là video, chữ video. Đúng, đó vậy. Rồi sau đó lưu xong rồi bắt đầu có như lưu xong rồi F5 kết quả là ngay lập tức mình thấy nó ra cái chữ mô tả chi tiết video như các bạn thấy chưa định dạng ha. Thì đến đây bắt đầu chúng ta có cái nhu cầu muốn định dạng cái phần đó ra cái tình trạng nằm ngang ra chữ vuông ngược rồi viết vuông vuông nhiều thức rồi bắt đầu chúng ta làm các bạn. Sau khi xong HTML rồi thì lại chạy lên cái file CSS, tôi sẽ vẽ lại cái phần phân tích chút xíu cho cái hệ thống để chúng ta chứa được các bạn. Việc đầu tiên